Chào các bạn, mình là Hồ đây. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn cái món thạch dừa. Nguyên liệu cần chuẩn bị đó chính là dừa. Dừa thì mình có thể tách phần cơm với phần nước ra và bột rau cau dẻo và đường. Mình có thể chuẩn bị thêm đó là siro, siro để tạo màu sắc cho thạch dừa. Và mình sẽ chuẩn bị đó chính là thêm một cái phần bột năng để mình nấu. Bây giờ cái phần cơm dừa thì các bạn lưu ý nên chọn cái phần cơm dừa nó không phải gọi là dai mà nó cũng không có gọi là quá mềm, nó khoảng vừa vừa để mình có thể sắc và có thể ăn một cách nó giòn nó ngon. Cái trái dừa đó mình phải lựa những cái phần cơm nó vừa vừa, nó không quá dai cũng không quá mềm, thì mình sẽ sắc nó ra. Mình sẽ xét ra thành từng miếng nhỏ để mình làm cái thạch dừa với bột rau cau dẻo và sắc hạt lựu để mình làm cái phần thạch dừa với bột năng. Nó sẽ có hai loại thạch dừa, mình sẽ hướng dẫn. Cái phần cơm dừa mình sẽ xắt ra thành từng hạt lựu để làm thạch thạch dừa hạt lựu. Tiếp đến mình sẽ cho cái phần siro dâu chanh dây vào cái phần thạch dừa này để tạo cái màu sắc cho cái phần hạt hạt lựu này. Thì mình sẽ trộn đều hỗn hợp siro dâu với dừa hạt lựu để mình nấu hạt. Mình sẽ trộn đều cho nó thấm đều hết tất cả các hạt lựu của hạt dừa này. Và mình sẽ có thêm một cái bột năng. Mình sẽ chuẩn bị cái nồi để mình nấu cái nước dừa. Hồi nãy mình tách ra từ cái phần trái dừa cho cơm dừa, mình sẽ tách ra phần nước. Thì giờ cái phần nước này mình sẽ đem đun sôi nó lên từng khoảng 5 phút. Kế đến mình sẽ cho 100 g đường với 100 g bột rau cau dẻo vô cái tô và mình trộn đều cái hỗn hợp đường với bột rau cau dẻo lại với nhau để mình nấu cái phần nước chung với phần nước dừa đun sôi hồi nãy. Đó, đây là phần nước dừa đun sôi mình nấu khoảng 5 đến 10 phút. Sau 5 đến 10 phút thì nó sẽ sôi lên. Khi mà nước dừa này bắt đầu sôi á thì mình sẽ lấy cái hỗn hợp hồi nãy mình trộn đều á, mình sẽ bỏ vô đây rồi mình khuấy đều lên cho nó hòa tan lại với nhau. Đấy, mình sẽ lấy cái phần bột rau cau hỗn hợp bột rau cau và đường đổ vô cái phần nước dừa đun sôi nãy và dùng muỗng để mình khuấy đều cho nó hòa tan tất cả lại với nhau. Khuấy đều tay. Sau khi mà nó đã hòa tan lại với nhau, nước đã sôi thì mình sẽ bắt đầu tắt bếp và sẽ đổ ra một cái tô nha các bạn, để mình có được cái rau cau dừa nha. Nhưng trước khi đổ ra một cái tô thì mình sẽ vớt vớt hết mấy cái cặn mà nó nổi trên cái bề mặt của cái hỗn hợp này nha. Thì mình sẽ đổ ra một cái tô sau khoảng 10 phút nấu. Mình sẽ đổ ra cái tô để cho nó đổ ra một cái tô và mình sẽ cho mấy cái phần mà miếng dừa nãy mình sắt vô trong đây để mình cho nó đông lại. Tiếp theo mình sẽ chừa lại một cái phần nước hỗn hợp hồi nãy, mình sẽ đổ vào một cái tô riêng và mình sẽ cho cái phần sữa đặc nha các bạn, sữa đặc, một hộp sữa đặc này, sữa đặc gì cũng được, mình sẽ cho nó vô cái hỗn hợp này để mình tạo cái màu nó hơi là đậm đậm của sữa để cho nó phủ trên cái bề mặt rau câu dừa hồi nãy mình đã làm để tạo màu sắc nó đẹp đẹp các bạn. Đó, mình sẽ khuấy đều cái hỗn hợp đường sữa đặc này với lại cái bột rau câu đường nước dừa đó, mình sẽ trộn đều lên tất cả nó hòa tan lại với nhau để tạo ra một cái thạch nó màu sắc nó đẹp đẹp mắt.
nha. Những hạt dừa nãy mình sắc mình sẽ đã đổ vô, mình đã cho vô cái phần bột rau câu, hỗn hợp bột rau câu, đường và nước dừa hồi nãy. Khi mình đổ vô thì nó gần như nó đông lại, thì nó sẽ tạo ra cái hạt này trong một cái tô. Tiếp đến mình sẽ đổ cái hỗn hợp hồi nãy mình đã chuẩn bị, nước nước dừa sẽ sữa đặc phủ trên bề mặt để tạo màu sắc đẹp cho cái phần thịt dừa này nha các bạn. Mình đã hoàn thành một cái loại thịt dừa bột rau câu hồi nãy. Bây giờ tiếp đến mình sẽ làm cái phần thịt dừa hạt lựu với cái phần bột năng nha các bạn. Mình sẽ cho cái thịt dừa hạt lựu này ra một cái dĩa đó. Sau khi mà siro dầu đã ngấm đều hết cái hạt lựu của cái thịt dừa này, mình sẽ cho ra một cái dĩa và mình sẽ dùng cái bột năng để mình phủ lên tất cả cái bề mặt của cái hạt lựu này. Mình sẽ dùng bột năng để mình phủ lên nha các bạn, để mình trộn đều hết tất cả cho cái bột năng nó phủ đều hết tất cả các hạt lựu đấy, cho nó phủ đều hết tất cả cái hạt lựu thịt dừa này. Mình sẽ chảo chảo đều tay nha các bạn, sẽ trộn và đều tay cho cái phần này nó phủ đều, nhìn rất là màu sắc rất là hòa thuận lại với nhau các bạn. Món thịt dừa thì nó cũng đơn giản thôi chứ không có gọi là gì phức tạp, mình có thể tự làm tại nhà theo những hướng dẫn mình đã trong video. Thì cái phần mà bột năng dư mình có thể dùng một cái rẫy á, mình rẫy bớt nó đi, và mình sẽ dùng tay để mình rẫy bớt cái phần bột năng dư các bạn. Sau khi mà mình đã chuẩn bị xong cái phần thịt dừa phủ một lớp áo bột năng thì mình sẽ cho vô một cái nồi nước đun sôi để mình nấu nó lên đó. Mình sẽ cho hết tất cả các loại thịt thịt dừa này đã phủ một lớp áo đó. Mình sẽ bột năng mình sẽ khuấy đều lên, khuấy đều cái thịt dừa này lên cho nó chín đều hết nha các bạn. Màu sắc màu vàng của siêu râu nó vẫn không thay đổi đó. Mình sẽ khuấy đều cho cái phần thịt dừa hạt lựu này nó trở nên rất là ok ha. Mình nấu chừng khoảng cỡ 10 phút đến 15 phút sau khi các cái hạt dừa này đã chín và nó sẽ nổi lên trên bề mặt của một món hạt dừa này nha các bạn. Nó sôi lên rồi đấy, nó sẽ nổi lên bề mặt mà mình nhận biết là hạt dừa nãy mình đã làm đã chín nha các bạn. Nó sôi sùng sục luôn. Tiếp tục khuấy đều, khuấy đều và khuấy đều cho nó ok nha các bạn. Sau khi mà khuấy xong hết, nó đã chín xong hết, mình sẽ đổ sang một cái rổ đấy, mình sẽ đổ sang cái hạt dừa này sang một cái rổ mà mình cần chuẩn bị, đó chính là một cái tô nước đường nha các bạn, hay là tô nước đường để mình bỏ cái hạt dừa này vô cho nó tăng hương vị ngọt của cái phần hạt dừa này. Hoặc mà mình sẽ cho thêm một cái miếng đá cũng được, đá đá mà đá đá đá, đá ướp lạnh nha các bạn, để cho cái phần vô đây để mình ngâm, để cho cái phần hạt dừa nó không bị dính lại với nhau đấy. Mình là một cái tô hỗn hợp hạt dừa, nước và đá. Sau khi cái phần mà thịt dừa này với bột rau câu dẻo mình sẽ lấy ra và mình sẽ xắt xắt ra để mình dùng chung với trà sữa nha các bạn. Đó, đây là cái phần mà thịt dừa mà làm với bột rau câu dẻo, là mình sẽ xắt nó ra, xắt nhỏ nhỏ nó ra để mình dùng chung với trà sữa. Cái món này nó thật sự nó cũng rất đơn giản, không có gì gọi là phức tạp, mình có thể tự làm ở nhà được. Thông qua video hướng dẫn này mình đã chia sẻ cho các bạn. Đó là những cái hạt dừa qua bột rau câu dẻo.
nhìn rất là hấp dẫn và cũng rất là ngon nha các bạn. Nhìn nó màu sắc nó rất là trong, màu trắng rất là ok. Và đây là cái hỗn hợp gồm có hạt dừa, hạt lựu và hạt dừa, hạt lựu và hạt dừa và ly trà sữa. Mình sẽ cho tất cả cái hỗn hợp này vô ly trà sữa. Đây là mình đã có một ly trà sữa hạt dừa ăn rất là giòn giòn, sạch sạch của dừa và cái vị ngọt của cái lớp thạch, lớp bột năng và bột rất khô dẻo phía ngoài của cái hạt dừa. Đây là ly trà sữa nhìn rất là ok. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video hướng dẫn về làm thịt dừa của mình. Video mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video hướng dẫn làm mời thịt hoặc các món ăn khác nhé.